Vâng, em Khải Enika xin kính chúc quý khách hàng một ngày mới thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng. Kính chúc quý khách hàng một ngày làm việc thật hiệu quả. Và ngày hôm nay em Khải xin tiếp tục làm một clip báo giá tổng kho xe ở bên em. Và bên em hiện tại thì xe đang rất là nhiều xe luôn, xe ra vào liên tục. Và đặc biệt là những dòng xe Mazda đang được hỗ trợ giá rất là nhiều. Đặc biệt là Mazda 3 giá rất là rẻ nha các bác nhé. Bác nào quan tâm đến các mẫu xe mà em giới thiệu thì xin mời hãy gọi theo số hotline mà chúng em để bên dưới góc phải màn hình đó, hoặc điện cho em Khải theo số điện thoại là 0911241881 nhé. Vâng, bắt đầu em đi từ chiếc Mazda 3 đi. Mazda 3 kiểu dáng hatchback được sản xuất năm 2017, biển Hà Nội. Giá xe bên em đang chào bán là 483 triệu. Xe đã lăn bánh được 3,9 vạn rồi. Đăng ký lần đầu là tháng 2 năm 2017. Đây là phiên bản all-new, xe vẫn chưa có phanh tay điện tử nhá các bác nhá. Đó, kiểu dáng hatchback. Xe này thì nó phù hợp cho các chị em phụ nữ hơn. Ở phía bên này thì chúng ta có chiếc xe cũng thuộc Mazda 3. Mazda 3 Philip 2018, 523 triệu. Xe đã lăn bánh được 4,2 vạn rồi. Gốc biệt tỉnh, hồ sơ cầm tay. Bên em bao rút hồ sơ. Đó, bác nào về tỉnh thì lấy, giá rất là hợp lý luôn. Mazda 3 2018 giá chỉ có 523 triệu thôi, quá hợp lý rồi. Ở phía bên này thì chúng ta có GLX 2014 bản E. GLX 2014 bản E màu bạc, nội thất kem. Xe lăn bánh được 59.000 cây. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, biển Hà Nội. Em Khải nhớ không nhầm thì mẫu xe này có biển số khá là đẹp. Rồi em xin đọc luôn nhá. Biển là 30G38866. Ui, biển kép 38866 này. Quá là đẹp rồi. Biển này thậm chí thì các bác bỏ tiền ra cũng chưa chắc đã mua được đâu nhá. Đây là do chủ xe hên xui bốc được cái biển này thôi. GLX màu bạc 2014. Giá xe bên em đang bán là 418 triệu đồng. Rồi chúng ta ra phía đằng sau này đi. Sedona bản full xăng GATH 2015 biển Hà Nội. Xe đã lăn bánh được 8,4 vạn rồi. Xe này là bản full option nhá, có cả cửa sổ trời, toàn cảnh panorama luôn. Điều hòa 3 vùng tự động độc lập, full option luôn. Mẫu xe này bên em đang chào bán với mức giá chỉ có 593 triệu đồng thôi. Sedona bản full xăng 2015 biển Hà Nội. Ở phía bên này thì chúng ta có Cross đời 2021 màu nâu. Xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan rồi. Cross bản 1.8V được sản xuất năm 2021, giá chỉ có 818 triệu thôi. Mẫu xe này biển gốc thành phố thì khi các bác sang đây về Hà Nội chúng ta sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển. Rồi Hyundai Tucson form mới nhá, form mới nhất bây giờ luôn. Đời 2022 bản full dầu. Bản máy dầu Tucson thì quá là hot rồi. 1 tỷ 025 triệu. Hyundai Tucson bản đặc biệt 2022. Rồi xin mời các bác cùng em tiến về phía đằng này đi. Nhiều xe lắm, tha hồ các bác lựa chọn luôn nhá. Signum 2016 này, bản 2.5 này. Đây là bản dẫn động một cầu 2016, 626 triệu. Xe lăn bánh được mới được có 56.000 cây thôi. Xe đã lên đây, kính hấp tốc độ này. Đó, cam hành trình. Rất là nhiều option mà bác chủ xe lắp thêm. 4 quả lốp còn khá là dày. Ở phía bên này thì chúng ta có Kia Morning bản SI được sản xuất năm 2017. Xe lăn bánh được hơn 5 vạn rồi. Xe cũng gốc thành phố, biển trắng, không kinh doanh vận tải nha các bác nhá. Mẫu xe này bên em đang chào bán là 323 triệu. Swift GLX form mới 2019 màu xanh. Xe này cũng nhập Thái này các bác này. Động cơ 1.2. Xe này bên em đang chào bán là 483 triệu, vừa mới được giảm 5 triệu xong. GLX 2019 nhá. Xe cũng biển gốc thành phố cả. Rồi ở phía bên này thì chúng ta có một chiếc i10 2019 rất là đẹp luôn, kiểu dáng sedan, bản đủ số tự động. Bên em đang chào bán mức giá là 379 triệu đồng. Xe đăng ký lần đầu là cuối năm 2019, đăng ký tháng 12 năm 2019. Xe đã lên cam hành trình rồi, màn hình Android, bản đủ số tự động này, 379 triệu đồng. Và đặc biệt chiếc xe này bác chủ xe là xe tên tư nhân, không chạy kinh doanh vận tải nhé các bác nhé. Đó, ở bên em thì xe cộ như nào thì em Khải sẽ công khai minh bạch về chất lượng, về nguồn gốc hồ sơ pháp lý của xe. Ở phía bên này thì chúng ta có xe ô tốt bản Luxury 1.4. 1.4 thì giá xe nó sẽ cao hơn bản 1.6 nhé. Bởi vì 1.4 thì sẽ được trang bị công nghệ động cơ là turbo tăng áp. Rồi, Kia xe ô tốt Luxury 1.4 AT 2020 658 triệu đồng. Đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu.
Ở phía bên này thì chúng ta có EcoSport mà Titanium này, 2018 màu đen, form mới rồi, 2018 xe này form mới, 499 triệu đồng. Kia Celato 2.0 bản cao nhất đây. 2.0 Celato thì có cả cân bằng điện tử rồi nhá. Ngoài khác nhau về động cơ ra thì nó có cân bằng điện tử so với bản 1.6. Xe này bên em đang chào bán là 499 triệu đồng. Xe đăng ký lần đầu là tháng 3 năm 2018, chiếc xe chạy được hơn 5 vạn, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Rồi các bác cùng em Khải đi tiến về phía đằng này nhá. Honda City Top 2019, City bây giờ cũng rẻ này các bác này. Top 2019 489 triệu đồng, xe mang biển Hà Nội, biển khá là đẹp luôn. Đó, top thì có đèn LED rồi, điều hòa tự động, 6 túi khí, 8 loa. Rồi, chúng ta sang phía bên đằng này. Đây, Mazda 3 2016 này các bác này, 433 triệu đồng. Đấy, Mazda 3 hạng C luôn nhá, mà chỉ có giá hơn 400 luôn, rẻ gần như hạng B luôn. Bác nào giờ mua Mazda thì quá là hợp lý rồi, rất là rẻ luôn. Ở đây thì chúng ta có một chiếc xe khá là đặc biệt, đó chính là Volkswagen Polo 2016, 415 triệu đồng, xe nhập khẩu nhá. Xe này thì đi thì nói chung là chấm hết luôn, cực chắc luôn. Ở ngoài thì bọn em khóa cửa nên em không thể mở cửa cho các bác xem phần nội thất được. Đấy, bác nào cần xem cụ thể nội thất của xe thì cứ nhắn tin qua Zalo thì em sẽ gửi chi tiết video rồi là hình ảnh cho. Đây biển số của nó luôn này, 30H95499. Đó. Ở đây thì chúng ta có một chiếc xe khá là hiếm luôn, đó chính là Kia Celato nhá. Celato nhưng mà bản nhập này. Rồi khi nói đến bản nhập thì chắc chắn là xe nó sẽ sản xuất là đời 2010 hoặc 2011 rồi. Vâng. Bên em đang chào bán chiếc xe là Kia Celato đời 2011 bản nhập nguyên chiếc Hàn Quốc. Đó, full option. Xe được trang bị cam lùi, cảm biến sau hết rồi, cửa sổ trời. Đó. Chiếc xe này bên em đang chào bán là 345 triệu đồng nha các bác nhá. Kia Celato bản nhập. Rồi, mẫu xe này cực kỳ hiếm luôn này, không có nhiều trên thị trường đâu. Ở phía bên này thì bên em đang có chiếc xe Vios G 2018, biển gốc thành phố, xe lăn bánh được hơn 6 vạn rồi. Đăng ký lần đầu là tháng 1 năm 2018. Giá xe bên em đang bán là 449 triệu đồng. Bản G thì có đèn bi rồi này, có điều hòa tự động rồi, ghế ra theo xe luôn nha các bác nhá. Rồi, CLV bản TG 2.4 là bản cao nhất. Mẫu xe này sản xuất 2016 nhưng có một lợi thế, đó chính là đăng ký lần đầu tháng 3 năm 2017. Đó, số tiền thì các bác bỏ ra là của 2016 nhưng mà được lợi của một chiếc xe lăn bánh vào năm 2017. Đăng ký tên tư nhân lần đầu là 2017 vào tháng 3. Đó, đây là bản 2.4, xe được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa sổ trời rồi nhá. Bên em đang chào bán là 659 triệu đồng, CRV bản TG 2.4. Nhìn cái quả mâm của nó thì đã biết nó chất như nào rồi, bố lốp còn dày bịch theo xe luôn. Ở phía bên này thì chúng ta đang có rất nhiều xe bán tải. Bác chờ em một chút, đây chính là Forlenger bản XLS AT 2017. Mẫu xe này bên em đang chào bán, đây, bán tải bây giờ cũng rẻ, bên em giảm giá rất là nhiều luôn. Forlenger XLS AT 2017, 550 triệu đồng. Xe đã lên mâm của quay trách rồi này các bác này. Đó. Rồi, phía bên này thì chúng ta có Hilux bản E, số tự động, dẫn động một cầu, 2021. Giá xe là 685 triệu đồng, xe nhập khẩu Thái Lan, xe mới lăn bánh được có 38.000 cây thôi. Xe này là xe đối tác của công ty bên em ký gửi bán nhá. Xe còn rất là chất luôn này bác này, thậm chí sơn zin của mẫu xe Hilux này còn rất là nhiều luôn nhá. Rồi, Tucson mới, kính quang, đời 2022, máy xăng bản cao cấp, 1 tỷ 125 triệu đồng, 1 tỷ 155. Đây là bản full kịch của máy xăng nhé các bác nhé, 2022. Số là số nút bấm rồi nhá, chúng ta không phải gạt số, cần số đi lên xuống nữa, mà số nút bấm luôn, full option luôn. Hệ dẫn động hatchback rất là nổi tiếng của Hyundai rồi nhá các bác nhá. Rồi, xe này thì nếu mà bác nào cần thông tin chi tiết thì cứ inbox cho em Khải. Số Zalo của em là 1881, em sẽ hỗ trợ trực tiếp về chiếc xe này. Hyundai Kona bản đặc biệt 2018. Bản đặc biệt là bản chung. Nó còn một bản cao cấp nữa là bản Turbo. 2018 đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu. Xe này cũng còn rất là chất luôn này, 568 triệu đồng, xe mới lăn bánh được có 43.000 cây. Đó. Rồi,
ở ngoài bãi xe cũng tương đối nhiều xe rồi nhá. Rồi các bác hãy cùng em Khải tiến vào khu vực xưởng dịch vụ để xem hiện tại bên em còn có những chiếc xe nào. Em xin báo giá nốt luôn nhá. Đó, ngoài bán xe ra thì bên em có cả xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, đồng sơn, spa làm đẹp xe, full service luôn. Có cả bán bảo hiểm nữa bác kìa. Đấy, bảo hiểm của bên em là rẻ nhất, nhanh nhất luôn. Có 4 bước bồi thường bảo hiểm rất là nhanh gọn tại Enica luôn nhá. Bên em là mô hình one stop, full service luôn. Mọi dịch vụ đều có tại Enica. Các bác chỉ cần bước chân vào Enica thôi là chúng ta được chăm sóc mọi dịch vụ và không cần phải đi đâu nữa. Đó. Rồi các bác hãy cùng em tiến vào xưởng dịch vụ nhá. Vâng, em Khải đang có mặt tại xưởng dịch vụ của Enica. Ở đây thì bên em có rất nhiều khu vực sửa chữa. Đây là khu vực sửa chữa chung, còn phía bên kia là khu vực bảo dưỡng nhanh. Đó, còn đây là khu vực ca check. Đây chính là một cái cực kỳ quan trọng. Đó chính là khâu đầu vào quyết định đến thành bại của Enica. Đó chính là khu vực ca check của bên em. Ở đây thì khu vực có cầu nâng và có các thiết bị kiểm tra xe, đọc lỗi. Đó. Một chiếc xe bên em bày bán thì sẽ được quy trình kiểm tra tại khu vực này 143 hạng mục. Xe phải cam kết về 5 tiêu chí vàng, khung gầm, máy, hộp số phải nguyên bản, không thể kích gầm nước. Đó, kể cả những xe mà có hiện tượng như sàn ẩm là bên em đã loại trừ luôn rồi. Các bác yên tâm mua xe ở bên em nhé. Tiếp theo nữa là chiếc xe cũng khá là hiếm, K3. K3 nhưng sản xuất năm 2013, đây là thế hệ đầu tiên của K3 nhé. Mẫu xe này bên em đang chào bán là 388 triệu đồng. Xe thì đang mang biển Phú Thọ, biển tỉnh, nhưng mà gốc ở Hà Nội. Tức là chủ đầu tiên là Hà Nội và sau đó đăng ký về Phú Thọ. Xe này là đăng ký biển vàng rồi các bác nhé. Nhưng mà xe còn khá là chất và vẫn đạt tiêu chí bên em, và bên em vẫn nhận bán bình thường. Đó, công khai minh bạch về tính pháp lý cho xe. Đây, K3 2013 nhé, chủ đi còn khá là dữ luôn, chỉ có 388 triệu đồng thôi. Đây, em đang quay tổng thể chiếc xe này cho các bác cùng xem luôn. Ở phía bên trên này thì chúng ta có Kia Morning bản S-Luxury. S-Luxury thì có ghế da thể thao và lipo đôi này. Đó. Đây em quay phần nội thất cho các bác cùng xem. 2019 nhá, ghế rất là đẹp luôn. Morning S có ghế cực kỳ đẹp. Xe này bên em đang chào bán là 358 triệu đồng, Kia Morning S. Đây, đây là chiếc S cũng 2019 nhưng mà xe này bên em đã nhận bán rồi này. Đó. Đây là khu vực lắp phụ kiện độ xe của bên em. Còn đây là khu vực detailing làm spa làm đẹp xe. Đó. Không thiếu mọi dịch vụ gì luôn nha các bác nhé. Cứ đến Enica bên em là được chăm sóc như thượng đế luôn ạ. Còn đây là khu vực thân vỏ sửa chữa. Đây là những xe mà bên em đã nhận bán rồi, đang chờ bàn giao. Rồi các bác hãy cùng em Khải tiến lên khu vực trên kho tầng 2 nhé. Đây, kể cả những chiếc xe sang bên em vẫn đang sửa chữa đây. Đó, từ xe sang cho đến những xe phổ thông Kia Morning, Altis. Đây là khu vực phòng pha sơn, phòng sơn sấy theo tiêu chuẩn của Honda đây. Đấy, các bác nhìn không? Ở bên trong rất là rộng luôn nhé. Các anh kỹ thuật viên đang sơn lại chiếc xe để nó đẹp hơn này. Đây là xe của khách ngoài nhá, không phải là xe của bên em đang sửa chữa để bán. Đó. Đây là hệ thống cầu nâng để đưa xe lên trên tầng 2. Rồi em đi bộ lên cầu thang. Trên này ở bên em còn rất là nhiều xe luôn. Em chào anh Tuân. Có anh bà nội em đang quay video ạ. Vâng, em Khải xin tiếp tục báo giá tiếp nhá. Đây là Fiesta 2016 bản cao nhất luôn này, bản 1.0 EcoBoost. Xe này bên em mới điều chỉnh giá chỉ có 383 triệu đồng thôi. Dòng này đi cực hay luôn, khỏe nhất trong phân khúc, động cơ lên đến 178 mã luôn này. Honda Civic đời 2012. Honda Civic 2012 399 triệu đồng, đây là chiếc xe bản đủ 2.0. Camry 2016. Đây các bác chờ tí em bật điện lên nào. Rồi, ok. Camry 2016 bản Q. Giá rẻ nhất thị trường luôn. Xe này là xe công ty của đối tác bên em ký gửi. Giá chỉ có 709 triệu đồng. Em Khải cam kết xe rẻ nhất thị trường luôn. Cam kết cũng máy số vẫn còn zin. Kia Cerato 2020 2019 599 triệu đồng.
Cerato bản 2.0, bản full kịch, bản cao nhất của Cerato luôn nhé. Giá cũng rất rẻ luôn, chỉ còn 599 triệu đồng. Kia Rio hatchback, kiểu dáng hatchback này. Hatchback thì nó có cửa sổ chờ, còn kiểu dáng sedan thì không có. Mâm của nó là mâm 17 inch này, xe nhập khẩu ấy, cửa đóng chắc bịch luôn. Giá xe bên em đang chào bán là 412 triệu đồng. Rồi, chúng ta có Elantra bản 2.0 2020, xe này hôm qua bên em vừa bán này. Elantra 2020 1.6 GLS 579 triệu đồng. Fiesta kiểu dáng sedan đây rồi. Kiểu dáng sedan 2017 bản Titanium. Xe này đã lên màn hình Android cam 360 rồi nhé các bác nhé. Giá xe chỉ có 379 triệu đồng thôi. Mazda 3 2018 564 triệu đồng. 554, em Khải xin lỗi nhé, 554. Màu xanh Coverside. Ở phía bên này thì chúng ta có Honda City màu nâu Titan đời 2020 499 triệu đồng. Rồi Fiesta biển gốc Nghệ An, một chủ từ đầu. Xe cũng đã lên màn Android cam hành trình, ghế da thể thao cao cấp, chỉ có 375 triệu đồng thôi. Vios bản E số sàn. Vios bản E thì chúng ta có hai phiên bản số sàn và số tự động. Số tự động thì nó là bản E CVT, được sản xuất năm 2018, 383 triệu đồng. Ở phía bên này thì chúng ta có PT50 số tự động dẫn động một cầu đời 2018, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, 505 triệu đồng. Một dàn bán tải đây rồi. Đây các bác chờ em chút nhé, bán tải bên em cũng điều chỉnh giá khá là nhiều luôn này. Ranger. Rồi chiếc Ranger màu xanh này là 538 triệu đồng, 2017 số tự động nha các bác nhá. Số tự động này, tiếp theo nữa là số sàn 2016 này, 465 triệu đồng, tất cả đều là bản XLS. Chiếc xe ngoài cùng là 2017 528 triệu đồng. Rồi đây là xe Dona. À quên, Sorento. Sorento 2020. Xe này bên em cũng nhận cọc rồi này. Fiesta 2011 cũng nhận cọc rồi, 2011 giá hơn 200 thôi, rất là rẻ. Đây, một dừng xe tha hồ cho các bác lựa chọn này. Rồi em đi từ chiếc xe đầu tiên nhá. Hyundai i10 bản thiếu 2019 309 triệu đồng. Xe này bản thiếu nhưng mà bác chủ xe cũng không chạy dịch vụ đâu nhá. Đó, đây chúng ta nhìn chất xe của nó này, rất là đẹp luôn. Lên bộ ghế da Napa luôn, màn hình Android rồi. Bên em đang bán là 309 triệu đồng Hyundai i10 bản bay 2019. Đó. Phía bên này thì chúng ta có Focus bản S, bản cao nhất luôn này. Xe này có cả tính năng lùi vào chuồng tự động rồi, biển Hà Nội một chủ từ đầu, rửa đèn pha, đèn bi luôn này. 403 triệu đồng. Mazda 6 đây rồi. Mazda 6 giá siêu rẻ luôn. 649 triệu đồng, bản Play 2017 nhá các bác nhá. 2017. Kia Carnet đời 2011. Đây các bác chờ em chút nào. Xe này em lại không nhớ giá rồi. Bản SX em chỉ nhớ là bản SX là bản full nên có cả cửa sổ trời, điều hòa tự động này. Carland 299 triệu đồng. Quá rẻ, 7 chỗ 299 triệu đồng đời 2011. Đi còn rất là chất luôn. Sorento, Kia Soluto, em phải xin lỗi Soluto. Logo mới này. Bản luxury bản cao nhất này, có đề nổ từ xa rồi, chủ xe cũng đã lên cả cam hành trình rồi nhá. Có cả cân bằng điện tử này, 479 triệu đồng. Phía bên này thì chúng ta có Fiesta 1.0 EcoBoost 2016 biển Hà Nội. Giá xe chỉ có 385 triệu đồng thôi. Đây là cũng là bản cao nhất nhá, thời mua mới của nó lăn bánh gần 800 đấy, giờ chỉ có 385 thôi. CX5 2019 Luxury. Luxury, xe này bên em đang chào bán là 769 triệu đồng. CX5 Santa Fe máy xăng cũng màu đỏ đời 2019 này, 919 triệu đồng. Xe này bản Play nhé, máy xăng bản Play. Xe đã lên màn hình Android ZTEC cam 360, cam hành trình rồi, full hết option rồi nhé, 2019 này.
Ở đây thì chúng ta có i10 bản đủ số sàn đời 2020 này, 345 triệu đồng. Xe cũng được lắp màn hình Android, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Xe lăn bánh được có 32.000 cây thôi, biển trắng, tên tư nhân, xe không kinh doanh vận tải. Ở phía bên này thì chúng ta đang có chiếc Mazda 6. Đây các bác chờ em chút nhé. Nhiều xe quá, thực ra em không thể nhớ hết được. Xe này bên em nhận cọc rồi, Mazda 6. Xe này bên em nhận cọc rồi, đây hiện tại thì còn một chiếc xe đời 2017 ở phía đằng kia thôi. Ở đây thì chúng ta có i10 bản đủ đời 2020 này, 399 triệu đồng, xe biệt tỉnh 395, không phải xin lỗi 395. Honda City bản CVT đời 2019 475 triệu đồng. Kia Rio. Kia Rio 2015 395 triệu đồng. Đây là kiểu dáng sedan nhé các bác nhé, biển Hà Nội này. VinFast Fadil bản Clear. Xe này được trang bị ở 7 túi khí, đây là bản cao nhất này, 395 triệu đồng. Xe này bác nào mua thì bên em vẫn còn thương lượng về giá rất là nhiều này, Fadil. Ở đây thì chúng ta có Kia Kappa đời 2016 450 triệu đồng. Đó. 2016 để chuẩn bị đổi tên thành Kia Celato rồi. Giaris. Giaris 2016 465 triệu đồng. Đây là bản G nhá. Bản G thì có điều hòa tự động rồi ạ. Có nút để nổ start off rồi. Đó. Rồi nhiều xe lắm. Ngày hôm nay thì bên em dự kiến về khoảng thêm 4 xe nữa. Thì nếu mà có xe nào về thêm thì một vài ngày tới thì em Khải xin tiếp tục làm clip báo giá để cho các bác cùng xem nhé. Rồi video báo giá của em Khải đến đây là kết thúc rồi. Bác nào quan tâm đến mẫu xe nào thì xin mời hãy nhấc máy gọi cho em Khải theo số điện thoại là 0911241881 nhé. Em Khải sẽ hỗ trợ cho các bác luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ạ.